giờ mình xuống đây sao chú có đi làm ve chai vậy? Bởi vì một cái sứ mạng của trời là một, điều thứ hai điều trả cái nghiệp lực. Dạ. Yeah. Dù tướng trời không, Phật thánh thần là cũng phải trả thay giờ. Dạ. Yeah. Đừng nói tôi là ông trời ông Phật tôi không trả quan âm ha. Dạ. Là tôi từ đây dần chuyển tới thân từ chờ chúng số độc đắc mà kêu cho ba tờ. Cho ai? Cho tôi. Đã tại. Không phải đâu, nó có cái có cái nhiệm vụ. Nhưng mà chú có mua không? Trời mà ngày ngày mua ba tờ. Đây đỉnh. Dạ. Trời đỉnh tức là mình các cái xin chào quý bà con và khán giả, thì chú Hai Ve Chai cũng hôm nay chú lụm cái hướng này đó khán giả. Nãy giờ chạy vòng vòng bên kia không gặp khán giả. Dạ. Yeah. Chào chú Hai. Chào chú. Để mình dừng xe lại với đã. Vô vô mát chú Hai ơi. Vô mát anh đi. Dạ. Hả? Lụm được không chú Hai? Cho nhắn với biết rồi, lụm mới đi cái gì sao có mấy cái bao ạ? Không có bao nhà. Nhà rồi đi lụm nãy giờ chưa được ha. À. Ồ, nãy giờ ở đây thấy có thấy bọc đâu không à, chứ đâu có gì nhiều đâu chú Hai. Đâu có gì đâu. Ừ. Mệt không chú Hai? Đi nắng mệt không? Đi nắng mệt. Mệt hả? Ừ. Quá nắng này, thời tiết bữa nay nắng nhiều ha. Ngày cầm chú dắt cái xe chú Hai vô đây luôn đi cho mát. À. Đi kiếm chú Hai mà dậy ra tới đây mình lụm sáng giờ thấy gì chú mới lụm đi mới nó bụng rồi ra ăn bún nghe nghe đầu voi đó dạ, rồi trở về trở về mới gặp đó dạ. Chứ hồi ngày mà đi lụm muốn kiếm chú Hai cũng khó lắm mọi người không biết ở đâu mà kiếm luôn mà thôi chú Hai mình ngồi xuống nói chuyện đi nè khách lại đây chú Hai dạ, đó. Ăn tô bún nhiêu tiền chú Hai? 15. 15 hả? Ừ. Tô bún cá đó. Ăn cá hả? Ừ. Ăn tô gì no không? Trời ơi, tôi ăn chừng ăn có cái ăn chút chút gì vậy đó. Dạ, ăn. Chứ không giờ không có ăn nhiều. Chứ lớn tuổi ăn đâu được nhiều hả chú? Không ăn nhiều, ăn chút chút à. Mà bắt ăn hoài vậy. Cũng như bao tử nó tiêu rồi. Mần chút rồi bắt đầu nó tiêu. Ừ. Ngày nào cô chú cũng đi lụm gì luôn hả chú Hai? Ngày nào cũng lụm chứ. Giờ lụm ở đây không à. Dạ không có lụm xa ha. Không có lụm xa. Nó không lụm xa chứ chú Hai chạy cũng quá trời xa nè. Bây giờ anh đi vòng vòng kia kiếm không gặp chú Hai. Chạy mấy vòng luôn á. Tại vì ở đằng sau này đường cùng rồi nè. Ở đi kiếm chú Hai là cũng phải có duyên dữ lắm. Ừ. Bữa coi trong hình làm như là dẫn với cô lượm rồi không? Dẫn cô lượm. Bây giờ hỏi thấy dẫn đó. Vậy là chú Hai nhìn ra con hả? Ừ. Trời ơi. Rất là vui nha, được chú Hai nhìn nhận biết được Mai luôn nha mọi người. Bữa đó chú Hai lụm buổi gì tới 2 triệu mấy hả chú Hai? Bán được tới 2 triệu mấy là hả? À. Dạ ông lụm chai chút xíu bán được 2 triệu mấy. Ủa thiệt luôn hả? Hỏi chú Hai coi. Ủa mình lụm được 2 triệu mấy thiệt luôn hả chú? Đâu có, tao mạnh thằng Quân. À tức là chú Hai vô chai đang lụm gì à. Chú nói là chú Hai bữa nay nói chú lụm bán tới 2 triệu mấy. Nó đâu có đâu hải. Nhưng mà vừa nói xong là có liền. Là mạnh thằng Quân gỡ tiền chú Hai á. Cái này đồ đó bán được 500 ngàn chú Hai, trong đây nè. Cái này à? Dạ. Đâu có gì? Không có vậy hả? Có đúng có. 500 ngàn. Thì cái trước nó gàn trước sao bán được 500 đâu. Không? Có người tôi là đi 5-6 bữa mà kiếm được cái 100, hôm qua bán được có 100 ngàn đó. Dạ, 5-6 bữa hả? Ừ. Có người mua cái mấy cái lon ngủ với cái bao đó 100 ngàn, 500 ngàn chú bán không? Dạ. Ví dụ có người nào người ta trả giá 500 ngàn chú bán không? Không. Sao vậy? Hả? Sao không bán? Thì sẽ bán mình lựa nhiều mới bán được. Vậy đó hả? Bán là bán phải đúng giá hả? Ờ. Thôi giờ mua 500 cho chú liền luôn nè. Ờ. Đây. 500 chú liền.
À, cái này thì vẫn chơi với khán giả thôi, thì cũng vẫn cho chú Phật Hai vui. Mời phương chư Phật là cảm ơn chứng minh được tấm lòng thoại. Này là của chị là Tú Anh Yoga. Tú Anh Yoga được phước đức vô biên trường tồn. Dạ, cái đó Zalo đó, còn dạ. Cái chị Tú Anh này là chỉ có nhắn với Lê Thanh gì nè chú Hai. Là nhờ chú Hai coi giùm chị này ở cung nào. Chị tên Hà Thị Thí Thành, sinh một năm 1982 đó. Để biết thì chị tu rồi chứ không có gì chú Hai. Tu gì? À, chị nói là sinh năm 1982 thôi. Con gì à? Giờ nói nghe nghe con đi. Con cũng đâu biết chị tuổi con gì đâu. Này 1 2 3 4 5. Gửi cho chú 500 để chú cái Hai. Cái con này nằm bên Hoàng Mẫu. À, con này Hoàng Mẫu ha. Ừ. Chị nói để chú chị biết chị tu chứ không có gì hết. Ừ. Còn giờ mấy cái phần linh căn giờ xuống trần thế mà quyết quay đầu hướng thiện là để lo tu hành trở về. Dạ. Chứ là thôi mà bị kẹt ở ngoài. Dạ. Giờ trong hai khách giờ cô muốn có chồng hay là không chồng. Tôi trả lại cho cô hiểu. Dạ, muốn sao nói với chú Hai đi. Cô không biết nữa, giờ mình giờ như chú Hai nói hai hướng luôn đi. Để coi con điều thứ nhất là cô xuống đây. Nếu mà có cô có chồng thì sẽ bị xa đọ luôn đó. Thì giờ tự động cô muốn về, muốn trở về hay là muốn ở cạc đi luôn. À, tức là gì đó ha. Ừ. À, bởi vì tôi nói cô có cái căn ở trên. Ồ. Nhưng mà tôi hỏi cô là vậy là cô hai cái cô chọn được cái nào vậy rồi thôi. Vì là con bé này suốt đời ở giá luôn hả chú Hai? Hả? Con bé không suốt đời ở giá luôn hả? Tự ý, nếu mà có chồng á thì giấy cái hậu quả tức là trầm lưng, tức là kiếp này sang kiếp nọ kiếp kia. Ừ. Đó, giờ trong hai điều kiện là muốn về hay là muốn ở lại vậy thôi. Thì mai muốn về muốn lại nói cho chú Hai biết luôn đi. Cái này mình giữ bí mật nha chú Hai. Hả? Giờ suy nghĩ lại hả? Trời. Giữ bí mật chú Hai cũng rất là vui khán giả, bởi vì khán giả hiện giờ rất là thương chú Hai, thích xem video chú Hai đó. Được, con này là xuống lo tu hành rồi đi. Cô nãy á. À, cái cô nãy đó. À. Dạ, cô nãy. À, có giờ lo tu hành rồi. Dạ, vậy chắc chị cũng mừng ạ. Ừ. Vừa tu mà vừa có con trai nữa. À, chú có lời khuyên này với chị không? Cái nhà tôi là chúc cô ha, xuống trần rồi mà được quay đầu hướng thiện. Đó là cái đồ vinh hạnh cho cô. Được à. Không còn cái khổ ải trầm lưng. Yeah. Sang cái kiếp này qua kiếp nọ kiếp kia. Yeah. Trả lời. Còn cái nói chuyện vợ chồng là chuyện quan gia tương báo. Dạ. Yeah. Vợ chồng đó tức là hai người có cái duyên nợ đấy. Chồng trả cho vợ mà vợ trả cho chồng. Chứ không phải mà có vợ chồng đâu mà sướt đâu. Ừ. Cái người thì đánh đập ta tu. Nói tôi nghe. Dạ. Yeah. Rồi bỏ lên bỏ xuống rồi kiếm người khác. Chắc đánh đập ta tu vì lý do chắc kiếp trước mình nợ với nhau quá chú Hai. Tôi nói cái nó nhiều cái khách. Thấy không? Yeah. Đập te tôi là do đâu? Là con trâu. Có biết con trâu không? Dạ, yeah, con trâu. Mình cởi. Rồi mình quýnh nó. À. Bây giờ nó lưng hồi chơi kiếp trở lại, nó quýnh trở lại mình. Dạ. Yeah. Chắc không phải riêng trâu đâu, giống như mình nuôi những động vật khác con, vậy. Bất kỳ con gì. À. Mình quýnh nó là... Bấm tay. Con này xuống nhưng mà không có tội. Dạ, không có tội ha. Ờ. Không có bị đại là tại vì ở trên chỉnh có dư phước đức. À, có dư phước đức rồi ha. Ừ. Ừ, cũng quý quá. Còn xuống này còn lập bông bồ đức nữa. Dạ. Được mau trở về. Mà trở về á, nó không phải là con tự động còn con về đâu. Phải có người một là hai vị tướng trời. Một bên dân và bên võ đọc chiếu chỉ của trời ta bước trở về trời. Yeah. Chứ không phải em tự động mình bị xuống trần này toàn hết mất cái thép rồi. Có yeah. đường nào mà đi. Rồi á. Vậy là
phải có người có công văn, có người rước. Ờ, đọc chiếu chỉ mà. Tới tới cái thời điểm nào mới được, tới lúc nữa. Cái công đức mình đã hết cái niên hạn trần thế rồi. Cái người ta chưa rước về. Ừ, tới cái lúc nào mới được. Ừ. Nhưng mà thấy là chỉ cũng phước báo gì còn nhiều ha. Còn nhiều. Đi xuống đây biết làm phước nữa chứ. Biết làm phước là cũng như mình gieo, cũng như mà hồi đó mình xíu có một phước đức. Yeah. Bây giờ xuống này nó gieo một nữa thành hai. Yeah. Cũng từ 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 mình dư. Ừ. Cũng như mà của mà để trong kho rồi. À. Kho ghét là để ghét mà đẩy. Yeah. Con này mà mặt hơi sương sương. Con cũng không biết mặt chứ sao nữa. Không thấy hình hả? Không thấy hình. Chỉ ngắn vậy thôi. Thì con có đó. Lời gửi với chú gì đó cho chị biết, chị biết ra để chị tu chứ không có gì. Rồi bấm tay. Cái đó bấm tay mình coi bói gì chú hay? Coi bói mà lục theo cơ pháp á. Cơ pháp chứ không phải là bói toán. Bói theo trần gian. Bấm vậy là cái điển trên xuống cho mình biết. Cho phóng điển người ta đi. Con này thì ngăn cái bông. Bông. Ừ. Bông như cái bông ở trên thiên đình đó. Yeah. Thời kia mình thọ ký âm dương. Ký âm dương ha. À, mới chuyển kiếp lại làm người. Ừ. Người mới trên trời mới không ở chảnh nó phạm lực cái gì mới đài xuống cái trần gian. Ừ. Sao chú nói cái bông hay quá, trên Zalo của chị có cái tượng cái bông sen đó. Đây là khán giả thì thấy không? Cái này là mình cũng không có để ý nha, nhưng mà có một cái là chú Hai nó có bông mình dịch ra mình coi thôi chứ nãy điện mình cũng không có biết nữa. Chú Hai cái đó là cái sự thật chứ mình không có sự mà sắp xếp mà kêu chú Hai nói luôn khán giả. Tại vì nãy không có, Lê Thanh chỉ là coi cái tin nhắn cũ thôi à, không có để ý là chỉ có cái bông gì hết, mà sao chú Hai nhắc tới cái bông cái nó có liên quan với chị ấy ha. Cũng có một phần rất là giống trùng hợp. Ừ. Con thấy bất ngờ, con mới lấy cái điện thoại ra coi chú Hai nói có đúng không đó. Chứ con cũng đâu nói đưa điện thoại cho chú coi đâu. Vì cái bông nó trên như thiên đình hay là trên bên trời hay bên mẫu, bên mẹ. Mấy thọ khí âm dương mấy hàng triệu năm. Yeah. Chứ không phải mà nói gì, thọ khí mà thành hoài hoài vô. Yeah. Mới tu hành rồi mà luyện hình trở quá được hình người. Yeah. Người mới phạm lực trên đài xuống. Yeah. Ai xuống trần nha, bây giờ bắt tôi lại nữa. À. Cái này là tự chú có cái cảm nhận được hả chú Hai? Đâu quá, tôi bởi vì là trong sổ bộ tôi là nó nắm mà. Yeah. Trong các hàng có tên. Yeah. Tôi trách nhiệm là trong cõi tam giới mà. Yeah. Thống thói là thống thói hành binh. Yeah. Là tức là cai trị các hàng tướng trời. Yeah. Bởi vì không có số bộ rồi sao lục mình coi. Yeah. Ừ. Bây giờ coi vừa tay mà giờ coi theo số bộ. Yeah. Từ ở cung nào ở cung đô quốc độ nào. Cái số bộ này là chú lật sách chú coi hay là cái số bộ ở đâu chú thấy vậy? Ở trên trời. Trời xuống. Giờ chơi như nào coi sách đâu. Này là chỉ có mình anh chú Hai coi được. Chú Hai coi được chứ con cũng không thấy số không này. Không có cái này bà đâu có. Cái số đó bự không chú Hai? Lớn. Cái số có bé lớn à. Nhưng mà nó có cái quyền, người được giữ có quyền thế lực là phải giữ cái đó chứ nắm vững được, không biết là không làm được, không mở ra coi được hả? Không phải mình mở được nhưng mà mình giải tỏa được. Giải tỏa cái khúc nhắc là cái người này bị cái đọa là gì, từ đâu cho cái truyền kiếp do ở đâu ra. Phải nắm cơ bản mới được. Thì qua những lời chú Hai nói thì rất là lạ, không có giống không người được. Bình thường nghe khán giả thì à, không phải rồi tôi đi chê mà các cái phần linh căn. Yeah. Phần linh căn ở dưới này đó là hạ phần căn hạ, tức là con trồn con cá con trồn chuyển kiếp thì chuyển là người. Yeah. Đâu có dám lời lên trời tôi các thời thiên tướng quýnh cho trơn. Yeah. À, còn tôi đi lên trên hài ầm. Chú đi không sao? Không đi không sao, bởi vì tôi là trời. Yeah, yeah. Vô cửa còn mấy ông chào nữa. Bây giờ chú Hai cho con hỏi câu này. Quý khán giả đừng buồn. Tại thường thường nói là
giờ mình xuống đây sao chú có đi làm ve chai vậy? Bởi vì một cái sứ mạng của trời là một, điều thứ hai điều trả cái nghiệp lực. Dạ. Yeah. Dầu tướng trời hay ông Phật thánh thần là cũng phải trả thế giờ. Dạ. Yeah. Đừng nói tôi là ông trời ông Phật tôi không trả. Bởi vì có cái câu gì chú nhắc mấy con hoài đó. Tao còn lụm ve chai nó chi mấy con mày. Nói chung thì nhìn chú hai rất là dễ thương khán giả, tại cái tuổi đời chú hai Tết là 72 chú hai. 73. Hút hút phép của Tài Thiên luôn rồi. Chú hai năm nay là còn 72. Tết là 73. Ôi Tết rồi nè, Tết Tây là tính gì là chú đã đâu có, mình tính theo Nam chứ không tính theo Tây. Tính theo mình ha. Rồi 73 tuổi mà cần chú... đạo giáo phái rồi nó mới tính Tây. Có lúc nào mà chú để chú lụm được nhiều mà chạy nó nặng nè không chú hai? Hả? Lúc nào mà chú luôn có khi cũng nặng vậy. Nặng ha. Rồi lúc đó nặng mới bán được nhiều hả chú hai? Không là không biết khán giả muốn cho chú hai mệt hay cho chú hai khỏe nữa. Nếu mà cho chú hai khỏe chú hai làm không có là chú hai sẽ khỏe. Còn nếu mà cho chú hai mệt thì chú hai làm có thì có tiền nhiều. Không biết khán giả thích cái nào nữa. theo mai sao? Cũng mệt quá à. Nếu mà đi vừa thôi phải không? Nó không phải cái bây giờ nè. Tôi nói thì nghe mình cái sức lao động nó tức là cũng như mà khác nào cái máu huyết mình nó chạy điều hòa. Dạ. Điều hòa. Thể dục luôn đó. Như thể dục nhưng điều hòa. Dạ. Còn cái người mà tối ngày mà nằm gầy rồi là liệt. Giống như vừa là vừa có tiền nè, vừa rèn luyện cho thể luôn. Rèn thân thể. Khán giả thấy ở ngoài ha, là ga mặt của chú hai là bóng lưỡng không có một mụn luôn đó. Con nghĩ là 73 tuổi luôn. Rồi có người năm mấy sáu mấy mà muốn đi muốn sụm rồi đó. Mà phát hiện ra một vấn đề nữa là sợ cái xe của chú hai nặng mà chú hai để hai vạch trước nữa kìa. Đừng có bật. Đây có nặng nên cho trước đừng có quơ. Không có, nó bật cái đầu. Giống như nó chổng lên. Chú hai bữa nay con phát hiện này chú đeo thêm chuỗi gì vậy? Đâu nó cũng thứ thứ hả? Đeo xuống hoài. Chú đeo có một hai cái bữa nay đeo nhiều. Tại đâu có. Đặc biệt còn trên cổ chú hai có cậu có cái con bảo bối trên cổ nữa kìa. Quá cho bự luôn. Cái đó là Minh Châu gì đó. Trai. Trai. Không chứ. Đâu? Hộp này à? Không, trên cổ. Cổ bằng nhựa. Cái bằng nhựa, bằng mũ. Bởi vì nó biết không, bây giờ coi sổ bộ trời mà tôi mới là mới chia ra cái các gì đề tiên nam tiên nữ ở từ góc độ quốc độ nào. Ở cái cung nào mà xa đỏ cái chuyện gì. Mới giải tỏa được. Chú hai sẵn đây chú cho con biết con ở cung nào à, chú hai đây nè. Chết màu, ông ở tới cung thứ 8 lần. Thứ 8 hả? Rồi cũng phải chảnh xuống là được, cung nào cũng được chú ơi. Không, cái người giàu tướng trời có khi có người được cung, có người không được cung. Con được cung là có lý rồi ha. Cung là có quyền hành, mình làm như mình tự mình làm chủ đấy mình. Dạ, đúng rồi đó, con bây giờ đang làm chủ. Đi quay YouTube, làm chủ bản thân. Quay muốn nghỉ. Hiện giờ chú hai cũng làm chủ luôn đó, cũng lụm nghỉ đó. Đúng rồi. Cuộc sống của chú hai cũng thấy cũng vất vả mà thấy chú hai vui. Chú hai không buồn phiền trách phận thân thân gì với ai hết. Chiếc xe đạp là biết chú hai vui rồi, màu hồng. Màu hồng luôn. Năm nay hồi đó năm ngoái thì trắng. Yeah. Năm nay cho tư tốt hồng đỏ lại. Ở chú hai mặc áo đỏ luôn nè. Ở hổng con cũng quay. Điều thứ hai nha. Mẹ Quan Âm ha. Dạ. Là tôi đã từ đây dần chuyển tới tháng tư chờ chúng số độc đắc mà kêu cho ba tờ cho ai cho tôi đã tay không chú phải mua không nó mà... có cái nhiệm vụ nhưng mà chú có mua không trời mà ngày mua ba tờ vậy đó hả rồi vậy lụm với chai hết luôn rồi còn gì nữa đã, không có cái nhiệm kỳ nếu mà tôi trúng số độc đắc đó là tôi hết nhiệm kỳ. Vậy là đúng đó là hết lụm với chai hết với chai mà còn về Tiền Giang là cất một cái ngôi dinh. Dinh chú ở hay là chú một mình tôi ở. Dạ. Rồi thì mẹ Quan Âm mới dặn là cái nhà tôi ở đó về cam đi nhỏ quá bà miếu về dưới cất lớn lên. Dạ.
đó. Báo cho chú biết vậy, báo đó. Báo là trước nè. Ui, thằng kia. Ba người báo nè. Rồi tới mẹ Quan Âm báo trước. Rồi tới Ngọc Đế. Rồi tới bà Thâm. Dạ. Bà Tây Ninh. Bà Đen đó. À. Đó. Rồi là báo giờ là từ đây tới tháng 4. Chú sẽ trúng đặc biệt. Rồi. Nếu mua mới trúng, không mua là không trúng. Tao đó, ngày nào tôi cũng mua ba tờ. Không lẽ ai không lẽ mình đi theo đeo thì chú hai mua là mình mua sao ta? 5 tháng rồi đó chú. 5 tháng lâu quá, để chừng nào gần tới đó đi. À, tôi không biết sao nó chừng nào trúng rồi tôi nói ăn. Dạ. Nếu mà trúng được, tôi cho ông 100 triệu. À, chú hai là ông cho con vậy hả? Thôi. Chú hai biết cái nhà mình sụp, chú hai hứa. À, tôi hứa cho nó trúng mà tôi mới được phát nha. Dạ. Không có trúng dụng khóa à. Chú hai cái clip này đăng YouTube là còn hoài luôn đó chú hai. Tôi chốt quá, chúng là cho chú 100 triệu luôn rồi. Lấy giờ con xin nó cái phần của cô là được có 30 à. À, chúng là tặng cho con 30. 30. Của con có 30 hả? Ờ, tại cái số. Cái số mình hưởng được nhiêu đó thôi. Tôi nói được nói là trúng là mình mới cho nha, không trúng mà luôn cho. Trúng là tôi cho. Mà trúng đặc biệt mới được, còn trúng kia là chú hai cho chắc thiếu nợ lên luôn. Ba tờ đặc biệt á. Ba tờ là 6 tỷ. Dạ. Yeah. Ha, à, tức là chú hai nó có cái điển hả, tức là được biết cái đó hả chú hai? Ờ, không. Cái gì không phải tự động tôi cho là tại vì trong hoàng tộc tôi cho cho trong hoàng tộc, vậy là con trong hoàng tộc của chú luôn hả? Bây giờ con mới biết luôn á. Bị thái tử thứ 8 mà. Dạ, quá mừng. Đó. Rồi coi nghe chú nói con mừng quá, sao thái tử gì mà khổ gì. Trời ơi, giờ gì chính tu nó còn khổ hơn lớn một con. Không lẽ chữ là giải nghiệp sao đó? À, chữ là một cái chữ ta chữ mình á, mình không trả lời hay là không chữ lợi là tiêu tan cái nghiệp lực. Con học được cái đó đó chú hai, con không chữ lợi không nói. Còn mình chữ lợi khác nào tội chồng tội. Dạ. Thấy không? Chứ có gì đâu. Cũng như mình bị cái đó cái quan ức mình không biết. Dạ. Cãi mày. Mày chữ đi. Hai chữ lớn thì ta chả biết gì ra chú. Mày rảnh đó thì. Thật sự gặp chú hai hôm nay vui lắm khán giả. Thứ nhất là mình thấy cuộc sống của chú rất là khó khăn mà chú vẫn dương lên. Tại vì chú lớn tuổi mà chú vẫn dương lên để đi lụm nhặt ve chai nè. Để chú bán chú một ngày. Rồi với đường đi hai về dưới đang tôi có cam đàng hoàng. Tôi mời cho mấy người xuống dưới. Dưới làm gì chú hai? Cũng như khai trướng à, ăn tân gia Khánh Thành đó. Nhưng mà cho nếu nữa chúng là cho một người 10 triệu à, chúng nữa là cho nữa không có ca cho là cho riêng đó là tiền xe tiền xe cái này chú hai mấy con không có nãy giờ không có hay biết cái vụ gì chú không mà tôi nói vậy chừng nào chúng là tôi cất nhà xong rồi nhưng mới mà, ăn tân gia rồi tôi mới mời. Nhưng mà chú có những cái lời thâm tình này mà mấy con thật sự không có cũng vui nữa chú. Dạ. Chứ không phải mà đợi mà chú cho mà mấy con vui đâu. Số thường là người ta sẽ nghĩ cho bản thân trước. Yeah. Chú hai là hứa là cho mình cho mình đó. Mà thật sự nếu mà chú hai nói nãy giờ là mấy con đã vui rồi chứ không phải là vì chú hai cho tiền mấy con vui để nói gì đâu. Bây giờ nó trên thế gian bây giờ nè, tôi hỏi giờ mấy người trúng số mà có tiền còn không? Có người còn người hết. Nó chơi à? Nè, sanh được nè. Trúng rồi bắt đầu sinh vợ bé vợ mọn rồi bắt đầu ta vợ chồng thôn nha. Yeah. Tan gã luôn. Đó, tôi nói hình thức luôn nha, chứ phải trúng số mình ngon đâu. Còn cái này của tôi là như tiền cũng như cho trúng số là trời định. Trời định tức là mình các cái âm rồi cái phần nào mà điểm đó. Chứ điều thứ ba nữa là tiền tôi cho vô chùa tôi không cho mà tôi cho chúng sanh. Tại mọi người có sở thích ha. Sở thích. Dạ, sở thích. Điều thứ hai mua cá phóng sanh. Dạ, chú thích vậy luôn hả chú? Bây giờ ông biết cá phóng sanh gì không? Bởi vì cái loài người nó đầu thai toàn là cá không? Dạ. Mình xả nghiệp cho người ta đi giải cái nghiệp lực. Dạ. Tôi nói rõ ràng.
Thì hôm nay mấy con gặp chú thì cũng có một cái niềm vui, cho nên quay lại những đoạn YouTube gì đó. Thì hôm nay nghe nói chú clip này thì mấy con cũng có một cái mùa xuân đại Tết rồi mà được chú nói như vậy, mấy con cũng có cái mùa xuân để đón một cái năm mới. Chắc năm nay có cái Tết cũng huy hoàng rồi nha. Tuy là mình không có tiền nhiều thì mình có tiền ít thì mình đón cái Tết nho nhỏ với gia đình người thân của mình, với đi quay để chia sẻ những cuộc sống nghèo, cuộc sống khó khăn rất là vất vả, chẳng hạn như cuộc sống của chú hiện bây giờ nè, đó cũng vậy, là cũng vất vả mà chú lại vươn lên, chú không có ngồi đó mà chờ xin tiền của ai hết. Cái này chú đi lượm da chai mấy con thì cô thấy vậy để quay, thì khán giả cho thì chú nhận, chứ thật sự chú không, đó giờ Lê Thanh chưa từng nghe chú đòi hỏi của ai mà bao nhiêu tiền đó. Không có xin. Dạ thì con cũng nhắc lên như vậy cho khán giả biết đó. Con nàng này nè. Dạ. Ở có nhà gần mặt đường phải không? Dạ. Ở dưới rồi có cái hầm phải không? Ở dưới lúc trước gỡ sao có cái hầm. Ở, tôi nói gì chúng nó đi đi luôn. Đó. Dạ. Năm nay bữa mùng 1 á, cô kiếm được 9 cái bông thọ. Mùng 1 Tết hả chú? Mùng 1 Tết. Dạ. Chung như là 29 cô làm trước. Dạ. Bữa nay năm nay 30, dạ. Cô kiếm bữa ngày 30. Dạ. Thì ngay mùng 1 được. Thì mình cái đó mình để đâu chú, để chỉ đâu cho cháu nó luôn. Mà đây nếu có bà ông thiên thì để ngay bà ông thiên thì mình cầu xuyên. Là chín nha, chín cái bông thọ đây bà ông thiên. Chín cái bông đèn thọ. Dạ. Thấy không? Cũng như là xin được phước lộc đồng năm. Dạ. Yeah. Con đó. Con sao chú hai? Tại vì ông chưa có như về vào bên đó bên cái công khác. Bên này chỗ này ha. Con cũng mong gì cũng được phải không? Dạ. Nhớ là dặn của không đỡ con quên chú nhắc. Dạ. Chú về nhé. Thôi chú hai ơi, thì hôm nay mấy con ghé thăm chú thì cũng rất là vui. Khi chú nói chuyện với khán giả gì nè, cũng có những đôi lời rất là có ích và có ý nghĩa đó. Bởi vì mình nói vừa kể chuyện vừa cười giỡn để cái tạo cái niềm vui cho chúng sanh. Dạ. Chứ mà hỏi gì mình nói nó kể chuyện với bên cọc cằn mình chữ thề chữ này chữ đó. Yeah. Rồi ai mà tin? Dạ. Mình phải tạo cái người như thầy giáo mình, thầy giáo làm trước thì chúng sanh mình làm bất trước làm sao? Dạ. Thôi qua video này con cũng chúc cho chú năm mới được nhiều sức khỏe nha. Có sức khỏe chú đi nhặt những cái ve chai như thế này, không phải là chú nói nhặt ve chai để bán kiếm tiền đâu. Chú có chia sẻ là nhiều khi nhặt ve chai để dọn gác cho nó sạch. Mà dọn gác có dày quá gác rồi. Rồi mà không hết. Thì thôi dọn được nhiều dọn chú hai. Tại vì cái là kia là tài duyên. Tài duyên, dạ đúng rồi, dọn được nhiều dọn. Thì thôi con chào chú hai nha. Dạ. Chúc hai người được qua năm mới được vận sự ấy, tiền vô như nước. Dạ, con cũng cảm ơn khán giả đã hôm nay có chút ít tiền gửi đến chú hai cho chú hai mua đồ ăn như vậy đó. Thì thôi Lê Thanh cũng cảm ơn khán giả, đặc biệt là cảm ơn khán giả mà đã theo dõi kênh Lê Thanh trong suốt thời gian qua. Nhân dịp năm mới, Lê Thanh chúc cho quý khán giả được nhiều sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống. Đón một cái Tết thật là vui tươi với gia đình và người thân. Thôi con chào chú hai nha. Rồi. Dạ, Lê Thanh xin chào ạ.